Lê Trần Bảo Châu, trong cái vấn đề mà con làm việc thì con đã hứa làm một năm nữa, thì con nên làm một năm nữa cho đúng với cái lời hứa của mình, và đồng thời sau đó thì con tìm công việc khác làm để cho nó phù hợp với con đường tu tập của mình thì hay hơn, để mình cố gắng mình xả tâm, mình xả tâm theo đúng pháp của Phật dạy, như thầy đã dạy thì nó rất là hợp. Bởi vì con còn phải lo, bởi vì hôm nay mình có, hôm nay mình sống chứ ngày mai mình chết mình biết được đâu, đó là cái sự vô thường. Hôm nay mình mạnh nhưng mà ngày mai mình sẽ đau, đó là sự vô thường của các pháp. Cho nên vì vậy mà con không nên chảnh mãn mà phải lo cứu mình, phải dành tất cả những cái thời gian để cho mình tu tâm, để giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, để sau khi mình có bỏ thân này thì mình vẫn ở trong cái trạng thái bất động đó, thì nó làm sao còn tái sanh luân hồi được. Còn nếu mà cứ luôn luôn mình cứ tiếp xúc với đời thì nó tạo ra cái nghiệp, cái nghiệp nó nằm lẫn quẩn ở trong cái sự tham sân si của mình, cuối cùng phải đi tái sanh mà thôi, không có thể nào chấm dứt được. Cho nên vì vậy mà theo mà con xin cho biết cái pháp tu với đặc tướng của con, Lê Trần Bảo Trân, Bảo Châu đâu con đâu con, cái đặc tướng của con ngồi xuống đi con ngồi xuống. Con chỉ giải quyết cho đúng cái lời mà hứa của con thôi, tức là con làm khoảng một năm nữa thôi, đó là về giải quyết về vấn đề trong cái việc làm của con. Và cuối cùng thì con sẽ dành tất cả những cái thời giờ để con tu dàn cái pháp cho nó phù hợp với con. Hiện giờ theo thầy thấy nếu mà bệnh đau thì con nên tu pháp mà an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra. Còn nếu mà thân con khỏe mạnh không bệnh đau thì con nên tu tập pháp thân hành niệm. Con biết pháp thân hành niệm không? Con chưa biết hả con? Con sẽ đọc lại rồi ngày mai hay ngày mốt mấy con bữa nào về, ngày mai về lắm con hay là mốt? Dạ bạch thầy, là 3 rưỡi sáng ngày mốt thật mới về. Mốt mới về hả con? Vậy thì có lẽ là ngày mai thầy sẽ đến, thầy hướng dẫn cho mấy con tập cái pháp thân hành niệm mấy con, để cho mấy con biết cái pháp thân hành niệm, pháp rất tuyệt vời con. Để tập đó là cái đặc tướng để cho mình pháp, tạo cho mình cái sức tỉnh, đầy đủ cái sức tỉnh con, để cho mình tiến tới cái chỗ mình giữ cái tâm bất động thanh thản là vô sự, mà không bị lười biếng, không bị hôn trầm thì miên con. Đó là thầy sẽ hướng dẫn cho cái pháp đó, để rồi mấy con mà tu cái pháp thân hành niệm, đó là cái tập đặc tướng của mấy con. Nó có những cái chướng ngại, nó có những cái khó, cũng như bây giờ cái pháp thân hành niệm á, mà cái các con đang bị nhức cái đầu đi, hoặc là đang đau một cái gì ở trong thân của mấy con, mà mấy con ôm pháp thân hành niệm là mấy con cũng sẽ mạnh đó mấy con. Nó hay lắm, bởi vì khi mà cứ ôm nó đau mặt đau, cứ tiến tới cứ bước đi, rồi ngồi xuống đưa tay chân, rồi xếp chân lại để tay, rồi thẳng xuống sống, hít thở năm hơi thở, rồi đứng dậy co tay duỗi chân, mỗi hành động đều liên tục với nhau thành một cái cổ xe kiên cố. Đau mặt đau cứ ôm pháp thân hành niệm, con tu tập 30 phút vậy đau hết đau luôn. Cái pháp nó hay lắm, nhưng mà có điều kiện, bởi vì nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp mà. Cái thân mình đau là có chướng ngại pháp rồi, mà biết ôm pháp đó là mình tu tập nó nhường nhuyễn rồi. Khi mà đau rồi mấy con đừng có nằm ở trên giường mà rên, bước xuống đi đi, không có rên, không có chết giống gì đâu mà sợ. Cho mày chết tao cho xe thân hành niệm chạy cho mày chết, thì mấy con cứ cho nó chạy đi, nó chạy trong một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ coi, bệnh không có còn, nó tan nát hết rồi. Bởi vì đó là Đức Phật đã nói trong cái pháp thân hành niệm, nó là cái cổ xe kiên cố, nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp ở trước mặt của mình. Thân đau là một chướng ngại pháp, nó sẽ diệt mất đi, nó không còn có nữa. Cho nên nó có những cái phương pháp rất là tuyệt vời. Còn cái phương pháp mà như hơi thở an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, đó là cái phương pháp để nhiếp tâm và an trú, để làm cho thân chúng ta không đau. Các con thấy chưa? Còn cái này nó cán nát, nó không có sợ chết, nó không sợ bệnh, đau mặt đau. Bây giờ cái đầu nó đau nè, hoặc chóng mặt, thể mày chóng mặt gì, tao cứ miễn là bước còn bước được, còn đưa tay đưa chân được, là tao ngồi tao đưa tay đưa chân, tao cứ vọ quậy, riết cho mày biết con mày chết không? Chết, mày chết nát hết rồi. Bây giờ mấy con đi không được là mấy con bị chóng mặt cái gì, thì mấy con cứ ngồi đưa tay đưa chân, duỗi tay duỗi chân vậy đó. Chân này duỗi ra rồi co lại, chân này duỗi ra co lại, tay này đưa ra đưa vô, ta làm như thằng điên vậy đó, thì nó bệnh hết rồi mấy con.
không, người ta nhìn hoài thấy sao cái ông này ông làm kỳ cục, cũng đưa tay đưa chân cứ duỗi ra duỗi vô hoài vậy đó, cả tiếng đồng hồ mà không ngờ là ông trị bệnh, dùng pháp thân hành niệm. Còn nếu mấy con bệnh gì đi, nhưng bây giờ nó không phải bệnh chóng mặt, thì mấy con cứ ôm pháp, mấy con đi kinh hành đi, rồi mấy con cứ bước đi từng hành động của nó, thì nó kết hợp với ngồi với hơi thở thở, mấy con cứ ôm pháp chặt, mấy con cứ tu đi. Nó đau cái đầu mấy con cách gì như búa bổ nên nó kệ nó, nhưng mà ôm khoảng độ 30 phút, ôm cái pháp nó chạy 30 phút rồi thì cái bệnh cũng hết mấy con. Đó là cái pháp thân hành niệm, nó hay lắm. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết pháp thôi, chứ biết pháp rồi các con thấy Phật pháp rất là tuyệt vời. Bởi vì đạo Phật ra đời là dạy chúng ta những pháp làm chủ bệnh. Có bệnh chứ đâu phải không bệnh, nhưng mà làm chủ bệnh. Đạo Phật ra đời là giúp chúng ta có một đời sống không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ. Nó có pháp không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ. Khi mà gặp phiền não đau khổ thì ôm ngay pháp liền. Mà pháp thân hành niệm bây giờ tâm nó rầu rĩ, nó buồn khổ, ôi thôi đủ thứ chuyện, giờ có người mất, thân mình mất, nó khổ sở vô cùng, ôm pháp thân hành niệm chạy thôi không khổ nữa hết, nó dẹp sạch rồi, phải không? Đó là cái pháp rất tuyệt vời, phải ôm cái pháp nó tu tập, phải không? Cho nên vì vậy đó, mấy con cần phải còn phải có cái thời gian để mà tu nhiều nữa. Bây giờ trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mấy con nếu mà không tu như vậy thì các pháp vô thường, thân mấy con đến vô thường rồi mấy con sẽ không kịp. Bây giờ mình mạnh giỏi vậy chứ mình chết mình biết chắc không? Bữa nay mạnh chứ ngày mai chết mình chắc được ta. Cho nên ôm chặt pháp tu tập được rồi thì ngày mai làm chủ được sự sống chết rồi thì không còn lo, không còn lo nữa. Phải lo lắng cái vấn đề các pháp vô thường, nó nhắc nhở chúng ta rất lớn. Giờ chúng ta nhìn thấy rằng không có người nào mà sống hoài được, họ đều đã ra đồng mã hết. Và khi trước khi ra đồng mã nằm thì người ta đau khổ lắm rồi người ta mới ra nằm, tức là người ta mới chết. Mấy con phải cố gắng để tự cứu mình mấy con. Thiện thành con, thiện thành ơi, hay con ngồi xuống con. Về cái pháp danh của con là thiện thành, thiện là những pháp thiện, thành là làm nên những pháp thiện, thành là nên đó con. Cho nên con phải làm cho trọn vẹn nên tất cả cuộc sống của con hàng ngày đều là trong thiện pháp. Hồi nãy giờ hoàn toàn những cái pháp danh của mấy con dù đặt cái tên nào nghe hay nghe dở gì toàn là nằm trong thiện pháp hết đấy. Các con hiểu chỗ mà thầy đặt không? Mà tên thì có khác nhau, người này không trùng với tên người kia, nhưng mà điều kiện nó quay chung quanh một cái trục của thiện pháp, đúng không? Không có rời thiện pháp, nhưng mà tên người nào nó cũng khác nhau. À, nói người đó thiện thành, người kia tên gì gì nó không có trùng nhau, nhưng mà cái ý của nó thì nó nằm ở trong cái thiện pháp hết, đúng không? Cái về cái phần của con đó, thì con hãy tập cái pháp thân hành niệm con, cái đặc tướng của con. Bởi vì con dùng cái pháp đó mà gặp những chướng ngại con đều cán nát nó hết, vì để mà cứu mình để thoát cái khổ pháp. Con nhớ kỹ trên cái vấn đề mà tập pháp thân hành niệm, chỉ ôm một pháp đó thôi, nhưng mà khi ôm pháp đó thì nó kèm có cái pháp thư giãn. Mình đi chẳng hạn mình tập 30 phút thì mình ngồi lại mình thư giãn cho nó thư thả rồi bắt đầu mình tập trở lại. Cho nên nó hai pháp, một pháp thư giãn. Một pháp thư giãn nó tức là chuẩn bị cho các con để sau này đi vào tứ niệm xứ. Cái pháp thư giãn nó tức là tiền thân của tứ niệm xứ. Cho nên sau này nó ở trên thân quán thân, tức là mình ngồi đây mình thư giãn, mình không có làm cái gì, không có tu tập cái gì hết, là thư giãn. Nhưng mà không ngờ đó là cái trạng thái của tứ niệm xứ mấy con. Tứ niệm xứ. Sau này mấy con sẽ đứng ở ngoài mà nhìn nó quán thân trên thân đó, đó là tứ niệm xứ, nó là thư giãn đó.